trong trường hợp Myanmar và Indonesia hòa nhau thì cả hai đội vẫn có cơ hội đi tiếp, nhưng với điều kiện là Việt Nam phải thu đậm Timor Leste, một điều rất khó xảy ra. Về cơ bản thì có thể xem là một trận chiến một mất một còn giữa Indonesia và Myanmar cho tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này. Trận đấu đã bắt đầu. Ở hiệp đầu tiên thì cầu thủ Indonesia với bộ trang phục màu đỏ sẽ là những người bảo vệ khung thành bên phải màn hình cuối các bạn. Myanmar sẽ là những người bảo vệ khung thành bên trái. Santosa, đường chéo xe của Santosa không được. Bay Piotr đã phán đoán được tình huống. Suemuekia, bóng được chuyền ra cánh. Quang ơi, không được. Bây giờ thì bóng thuộc quyền sở soát cầu thủ Myanmar. Rất khỏe. Tiếp tục là Sulaiman. Đưa bóng vào. Nguy hiểm. Tình huống treo bóng có thể nói là rất khó chịu của cầu thủ Indonesia. Phạt của Mark Anthony Klopp không được. Mark Anthony Klopp hôm nay đang khoác áo câu lạc bộ Persib Bandung. Bóng này được quốc gia của Indonesia. Đây là cầu thủ sinh ra tại Hà Lan. Cơ hội. Có thể sẽ điểm. Chưa có bàn thắng dành cho cầu thủ Indonesia. Người được tung ra cú sút đó là số 10 Egy Vicky. Egy Maulana Vicky, năm nay 21 tuổi, sinh ra tại Medan, Indonesia. Dù còn rất trẻ nhưng Vicky đã có 11 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia. Huấn luyện viên Tae Yong Shin, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Indonesia. Bây giờ là thời cơ phản công. Vickery. Vickery không qua được hậu vệ của Myanmar. Đó là Jawin Thin.
so với trận đấu gặp đội tuyển U23 Việt Nam thì hôm nay U23 Myanmar chỉ có một sự thay đổi trong đội hình ra quân. Cầu thủ mang áo số 9 Tết Pio White được sử dụng ngay từ đầu. Trong trận đấu trước thì anh đã dự bị. Cắt bóng tốt. Jelin Tết. Đường chuyền sai. Bóng thuộc về cầu thủ Indonesia. Có thể dứt điểm. Khá nguy hiểm. Vẫn còn. Bàn thắng đã tới với cầu thủ Indonesia. Một sai lầm của hàng phòng ngự Myanmar. Và Indonesia đã tận dụng triệt để có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Người ghi bàn đó là Eki Vikri. Tiền đạo sinh năm 2000 đã băng vào rất nhanh để thực hiện cú dứt điểm. Một màn mừng chúng ta đã được thấy không dưới đôi lần tại SEA Games năm nay. Có các cầu thủ của Philippines khi có được bàn thắng cũng đã từng ăn mừng với phong cách tương tự. Một màn mừng lấy cảm hứng từ bộ truyền tranh nổi tiếng Bảy Viên Ngọc Rồng. Indonesia đã có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Đường chuyền dài. Không được. Từ đầu trận tới giờ thì Indonesia vẫn là đội bóng chơi tốt hơn. Myanmar chưa có được một tình huống phối hợp tấn công sắc nét nào. Bây giờ là cơ hội giành thủ Myanmar. Không được. Lin Mue Kyok, cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của Myanmar, tương đối đòi bóng trong những phút đã qua. Aung Gunasue. Tình huống để mất bóng của Kaung Khan. Vừa rồi người phá bóng đó chính là Jealin. Nhờ nói thì trong trận đấu ngày hôm nay, cầu thủ Myanmar là những người buộc phải có đường thắng nếu như muốn cầm chắc một tấm vé đi tiếp trong tay. Mặc dù thua trận với tỷ số khá đậm trong trận đấu ra quân trước đội chủ nhà U23 Việt Nam, nhưng lúc này thì cửa đi tiếp với Indonesia là rất sáng. Trong trận đấu với Indonesia thì những người đã lập công cho đội tuyển U23 Việt Nam đó là Tiến Linh, Hùng Dũng và Văn Đô. Nỗ lực cứu bóng không thành công. Ở trận đấu thứ hai của mình thì Indonesia đã đánh bại Timor Leste với chiến thắng 4-1. Egi Vikri cũng chính là người mở tỷ số trong trận đấu đó. Sau đó thì Witan có một cú đúp và bàn thắng còn lại được ghi bởi Farukdin. Đây là bảng xếp hạng tạm thời với tỷ số của trận đấu hiện tại. Cơ hội dành cho thủ Indonesia. Dứt điểm vào 2-0, 2-0 cho Indonesia. Đội bóng chưa hay hơn từ đầu trận, bây giờ đã có được lợi thế dẫn trước 2 bàn. Người vừa lập công đó là tiền vệ mang áo số 8 Sulaiman. Bàn thắng thứ 3 của Vitan Sulaiman
ở SEA Games 31. Cú dứt điểm chạm chân của một cầu thủ Myanmar. Không có cơ hội nào dành cho Pepeu. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng có lợi dành cho cầu thủ Indonesia và cũng có lợi cả cho đội tuyển U23 Việt Nam nữa. Bởi nếu như trong trận đấu này Indonesia có được chiến thắng trước cầu thủ Myanmar thì U23 Việt Nam chắc chắn sẽ có được tấm vé đi tiếp. Và nhiệm vụ của chúng ta là giành một thắng lợi để chiếm ngôi đầu bảng. Bóng không thành công của cầu thủ Myanmar, đó là Miat Kaungkhan. Hơn 10 phút nhưng cầu thủ Indonesia đã có được 2 bàn thắng. Eki và Witan là những người đã lập công. Những trận đấu có sự có mặt của Indonesia từ đầu giải đều có tỷ số rất đậm. Họ thua Việt Nam 0-3 trong trận mở màn và sau đó có 2 chiến thắng 4-1 trước Timor Leste và 4-0 trước Philippines. Chiến thắng 4-0 trước Philippines chính là trận đấu có quan trọng trong hành trình chinh phục một tấm vé đi tiếp của Indonesia. Bởi khi đó thì Philippines đã coi là ứng cử viên tiềm tàng cho việc cạnh tranh một tấm vé đi tiếp với Indonesia và Myanmar. Những chiến thắng đậm đà đó đã khiến cho Philippines không còn cơ hội để đi tiếp. Với Myanmar thì 2 trận đấu đầu tiên của họ đều kết thúc với chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Timor Leste và 3-2 trước Philippines. Trận đấu tiếp theo cũng kết thúc với một tỷ số sát sao nhưng họ để thua trước đội chủ nhà Việt Nam với tỷ số 0-1. Và bây giờ thì Myanmar gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Indonesia ngày hôm nay. Quả đá phạt trực tiếp dành cho cầu thủ Indonesia. Không có gì nguy hiểm. Phần của đội tuyển U23 Indonesia tham dự SEA Games 31 thì có 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Đó là đội trưởng Farukdin. Nguy hiểm. Thêm một cơ hội tốt dành thủ Indonesia. Sẽ là quả phá bóng lên. Đội trưởng Farukdin Ayanto của cầu thủ Indonesia năm nay đã 33 tuổi.
đã có nhiều lần khóa áo đội tuyển Indonesia. Bên cạnh đó, hai cái tên khác cũng trên 23 tuổi được triệu tập đợt này, đó là Ricky Kamuyang và Mark Klopp. Quả tạt khá nguy hiểm. Bóng lại thuộc về cầu thủ Indonesia. Không kịp. Myanmar có sự thay đổi người từ rất sớm. Cầu thủ được tung ra vào sân đó là Win. Myanmar đã không có đường lùi và huấn luyện viên Popov của họ buộc phải tung một cầu thủ tấn công vào sân để thay thế cho một hậu vệ. Maung Win là một tiền đạo và là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi của Myanmar tại SEA Games này. Rất mạo hiểm, bóng thuộc về cầu thủ Indonesia. Cơ hội không vào. Myanmar đã phải trả giá cho những sai lầm cá nhân. Bây giờ thì họ cần phải hạn chế tối đa những tình huống như vậy. Biển cho thủ Myanmar. Maung Win. Suemuekia. Những phút đã qua thì cầu thủ Myanmar vẫn tỏ ra rất bế tắc trong việc tìm đường tới khung thành của Indonesia. Sộn trước khung thành của Indonesia. Bây giờ thời cơ phản công dành cho đội bóng đỏ. Và cắt bóng kịp thời. Sát thì sau khi Jelin Tet rời sân, Aung Gunasue đã chuyển sang chơi ở cánh phải. Maung Win. Không được.
Muekia. Cơ hội dành cho cầu thủ Myanmar. Quá người. Đó là tình huống xử lý của Winaintun. Huynh Anh Tùng năm nay 22 tuổi. Anh đã khóa câu lạc bộ Jadanabon của Myanmar. Thứ 22, tỷ số trận đấu giữa U23 Indonesia và Myanmar đang là 2-0, nhưng về phía cầu thủ Indonesia đã có tình huống phạm lỗi của cầu thủ Myanmar. Afeantra Santosa là người vừa phạm lỗi. Được phá lên. Lúc này thì Huynh Anh Tùn là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của Myanmar. Đường chuyền của Cao Khan. Muekia. Không được. Bây giờ là cơ hội dành cho thủ Indonesia. Egy Vekri. Quả người không thành công. Rất khéo léo. Tình huống xử lý vừa rồi là của Marcelino. Một nửa thời gian của 1 đã trôi qua. Indonesia sớm có được 2 bàn thắng dẫn trước. Khó khăn chồng chất khó khăn với Myanmar. Thất bại hôm nay đồng nghĩa với việc họ sẽ chính thức bị loại. Quả đá phạt của Klopp. Đánh đầu, nguy hiểm, không vào. Rất đáng tiếc cho cầu thủ Indonesia. Egy Vekri là người đã băng vào dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Khung thành đã bỏ trống. Thật tiếc là cú đệm bóng của số 10 lại đưa bóng ra ngoài. Nếu đây là một bàn thắng thì có lẽ mọi thứ đã chấm hết với Myanmar rồi. Thuộc về cầu thủ Myanmar. Muekia đang lùi về rất sâu. Muekia. Cánh phải đang là Maung Win. Aung Gunasue.
Nhìn mục kia. Cầu thủ Myanmar đang chơi tốt hơn trong những phút gần đây. Gunasue. Cơ hội. Có thể dứt điểm. Vẫn còn. Không vào. Đó là cơ hội tốt nhất mà cầu thủ Myanmar tạo ra kể từ đầu trận. Win Anh Tu là người dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Tinh thần đã lên với cầu thủ Myanmar. Thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Rất tiếc khi thấy cơ dứt điểm tốt nhất ở tình huống vừa rồi, Win Anh Tùng lại không thể tung ra cú sút ngay. Rất khéo léo và xử lý tốt. Bóng lại thuộc về cầu thủ Indonesia. Quang ơi, dứt điểm. Pha độc diễn của Marcelino Ferdinand. Một mình Marcelino giữa vòng vây của cầu thủ áo trắng. Hein Zialin. Mong Mong Win. Sau khi rút một hậu vệ cánh đó là Jelitet ra khỏi sân thì lúc này Myanmar đã chuyển về sơ đồ 4 hậu vệ. Pha xử lý khôn ngoan của Moekia. Có khoảng trống, thời cơ dành cho cầu thủ Myanmar. Vào! Niềm vui của cổ động viên Myanmar nhưng có vẻ như trọng tài đã bắt lỗi việt vị. Hãy cùng chờ đợi quyết định của trọng tài chính. Chưa có bàn thắng dành cho cầu thủ Myanmar, nhưng đó tín hiệu lạc quan dành cho các học trò huấn luyện viên Popov. Họ đã bắt đầu tìm ra được những khoảng trống. Các cầu thủ tấn công của Myanmar đã biết cách để đưa trái bóng tới những vị trí thuận lợi trong vòng cấm địa của đối phương, điều mà họ đã bất lực trong 20 phút đầu tiên của trận đấu này. Gunasue. Không được. Bây giờ thì Myanmar đang là đội bóng có được thế trận tốt hơn. Marcelino. Moekia. Klopp. Tiếp tục là cầu thủ áo trắng. Cao Khan. Không được. Hey!
rất hợp lý. Baha, cơ hội phản công cho cầu thủ Myanmar. Người đang có bóng là Moekia. Đường chuyền không tốt. Quá mạnh. Lúc này thì trời đang đổ mưa tại Việt Trì, điều đó ảnh hưởng khá nhiều tới lối chơi của hai đội tuyển. Trời mưa, sân trơn, bóng ướt, cả hai đều sẽ phải thích nghi với điều kiện của thời tiết. Moekia, đường chuyền tốt, cơ hội, không được. Biên dành cho thủ Myanmar. Myanmar đang chơi tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu trận. Win Thế In, vẫn là cầu thủ Myanmar. Win Thế In, Thế Thiên Sô, Cao Ông Khăn. Không được. Lỗi Việt vị. Thì Myanmar chỉ có một tiền vệ trụ trên sân, đó là Cao Ông Khăn. Mokiat thì thường xuyên lùi về giữa để hỗ trợ cho số 8. Marathoni Klopp đang bị đau. Tiết không tốt nhưng các cổ động viên vẫn đang có mặt trên sân để cổ vũ tinh thần cho hai đội tuyển. Đây là một trận đấu có ý nghĩa quyết định
tới cục diện của bảng đấu. Với chiến thắng thì Indonesia sẽ chắc chắn đi tiếp và họ thậm chí có cơ hội để cạnh tranh vị trí dẫn đầu với đội tuyển U23 Việt Nam. Chuyển không tốt của Cao Hồng Khan. Cơ hội dành cho cầu thủ Indonesia. Kể từ sau khi huấn luyện viên Popov của Myanmar đưa Maung Win vào sân và thay đổi chiến thuật thì cầu thủ Myanmar đã chơi tốt hơn. Họ không chỉ có được những cơ hội mà cũng hạn chế tối đa sức mạnh tấn công của Indonesia. Bóng vẫn còn trong sân. Rất hợp lý. Sân có nhiều nước đã giúp cho tình huống vừa rồi bóng đi chậm lại để do Witten có cơ hội thực hiện tình huống chuyền bóng lại phía sau. Pha nhà bóng của Maung Win cũng rất hợp lý. Các cầu thủ viên của Việt Nam cũng đã bắt đầu có mặt tại sân Việt Trì và sẵn sàng để cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta. Trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay với đối thủ là Timor Leste. Phạt góc dành cho cầu thủ Myanmar. Không được. Tiếp tục là thủ áo trắng. Witten. Đây là Cao Hồng Khan. Rất hợp lý. Dứt điểm hay. Một cú sút tốt của Maung Win. Tiếp tục là cơ hội dành cho Myanmar. Thủ môn Adandoari Sutajari liên tiếp có những tình huống cứu thua trong ít phút đã qua. Cả Maung Win và Miat Cao Hồng Khan đều đã thử tài thủ thành số 20 của Indonesia. Phạt của Mokia nguy hiểm. Myanmar đang dồn ép đối thủ để hy vọng tìm kiếm được bộ bàn gỡ trong những phút còn lại của hiệp 1. Bây giờ hãy cùng xem họ chống phản công như thế nào. Tình huống 3-4. Tốc độ của Egi Vekri. Vekri chuyền ra rất trống trải. Nguy hiểm. Indonesia đã bỏ lỡ thời cơ vừa rồi. Ricky Kamboya băng lên và nhận đường chuyền của Vekri trong tư thế rất trống trải. Nhưng tình huống xử lý sau đó của số 15 là hơi chậm. Thời cơ đã qua đi. Một cơ hội tốt để Indonesia tìm được bàn thắng tiếp theo. Do Witten cũng đang chơi tương đối thấp.
Mong Mong Win. Phạt góc cho thủ Myanmar. Không được. Trong khoảng 15 phút gần đây thì bóng chủ yếu lăn bên phần sân của cầu thủ Indonesia. Dewa. Cơ hội dành cho Indonesia với tốc độ của Marcelinho. Rất chống chạy, dứt điểm. Cú sút là của Ricky Kambuaya. Cú sút hơi hiền của Kambuaya. Thế Thiên Xuê. Không được. Đến phút cuối cùng của hiệp 1, tỷ số vẫn đang là 2-0 nhưng về phía U23 Indonesia. Rất hợp lý. Và quả người không thành công của Na Anh Tun. Na Anh Tun đang di chuyển nhiều hơn ở hành lang cánh trái. Bây giờ thì do Win Thein đang là cầu thủ chơi thấp hơn chứ không phải là Lin Moy Kia như những phút trước đó. Những cầu thủ ở phía trên của Myanmar đang tích cực hoán đổi vị trí để có thể gây bất ngờ cho Indonesia. Myat Kaung Khan cũng không phải là cầu thủ chơi thấp nhất vào lúc này. Cơ hội giải thủ Myanmar. Không được. Vẫn còn. Mà sân đang là một thách thức dành cho cầu thủ đôi bên. Mưa khá nặng hạt. Sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp 1 của trận đấu. Thuộc về cầu thủ Myanmar. Cao ông Khan. Không được. Suleiman. Đây là Vikri. Đường chuyền rất hay. Đó là Suleiman. Vitan Suleiman là chủ nhân của một trong hai bàn thắng cho tới lúc này. Lập công còn lại được ghi bởi Egi Vikri.
Indonesia đã chơi rất tốt trong 10 phút đầu trận và liên tiếp có được 2 bàn thắng. Nhìn những gì mà Myanmar thể hiện kể từ thời điểm đó cho tới giờ, có thể thấy được rằng là họ vẫn có cơ hội để làm nên chuyện trong trận đấu ngày hôm nay. Đội bóng của Popov vẫn còn 45 phút của hiệp 2 trước mắt. Quả tạt của Klopp. Dứt điểm. Bàn thắng thứ 3 cho cầu thủ Indonesia. Ở thời điểm của mà Myanmar đang vùng lên một cách mạnh mẽ thì họ lại phải nhận một gáo nước lạnh. Cú sút của Marcelino. Và bàn thắng thứ 3 cho cầu thủ Indonesia. Bây giờ thì cách biệt đã là 3 bàn. Hy vọng vừa thắp lên với Myanmar. Nếu một thế trận tươi sáng thì bây giờ lại bị dập tắt khi mà họ phải đón nhận bàn thua thứ 3. Bây giờ thì cách biệt đã là 3 bàn rồi. Và có thể nói là quá khó cho Myanmar để lùng ngược dòng ngày hôm nay. Mục tiêu của họ là 4 bàn trong hiệp 2. Hãy cùng chờ xem thầy trò Popov sẽ làm như thế nào. Myanmar đã tiếp tục có thêm những thay đổi người trong hiệp đấu thứ 2 này, với hy vọng có thể vớt vát được cơ hội. Những cầu thủ đã được tung vào sân bên phía Myanmar đó là số 6 Jan Kia Sue và số 13 Aung Kaung Man. Một là hiệp đấu mà Indonesia đã chơi rất hay trong 10 phút đầu tiên. Họ đẩy nhanh tốc độ và khiến cho đối thủ bất ngờ. Những tình huống tấn công liên tiếp giúp cho Indonesia thu về 2 bàn thắng dẫn trước. Sau đó thì Myanmar có sự thay đổi. Họ chuyển từ sơ đồ chiến thuật 3-4-3 sang 4-3-3 và có được một thế trận tốt hơn. Nhưng đáng tiếc là Myanmar lại không thể có được bàn gỡ nào ở quãng thời gian sau đó trước khi họ phải đón nhận bàn thua thứ 3. Đã có một lần cầu thủ Myanmar đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sue Moekia. Asnawi Baha. Quả đá phạt dành cho cầu thủ Myanmar. Phép lợi thế. Không được. Tiếp tục là cầu thủ Myanmar. Nếu như kết quả của trận đấu này được giữ nguyên thì Indonesia sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau trận đấu này. Và U23 Việt Nam buộc phải có thắng lợi trước Timor Leste ở trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ mới có thể đảm bảo được vị trí đầu bảng của mình. Rất khéo léo. Cơ ơi, không được. Nguy hiểm.
tình huống mất bóng không dính của thủ môn Indonesia. Những diễn biến của trận đấu hiện tại thì gần như chắc chắn Indonesia và Việt Nam sẽ là hai cái tên đại diện cho bảng A góp mặt ở vòng bán kết. Lúc này ở bảng đấu còn lại của SEA Games 31 đó là bảng B thì Malaysia đang là đội dẫn đầu với 7 điểm có được. Họ đã chắc chắn có vé vào vòng sau. Xếp sau đang là Thái Lan với 6 điểm. Singapore đứng thứ 3 với 5 điểm nhưng họ đã chắc chắn bị loại. Campuchia thì vẫn còn cơ hội nhưng rất mong manh. Campuchia đang có 3 điểm, có thể cạnh tranh với Thái Lan. Lào cũng đã chính thức bị loại. Ở bảng B thì Campuchia và Thái Lan là hai đội bóng sẽ cạnh tranh cho tấm vé còn lại cùng với Malaysia đi tiếp. Ở lượt trận cuối cùng, Campuchia gặp Malaysia, còn Thái Lan gặp Lào. Với tương quan lực lượng thì có thể nói rằng Malaysia và Thái Lan cũng gần như chắc chắn là những cái tên đã giành vé ở bảng B. Bây giờ sẽ chỉ là câu chuyện đội bóng nào sẽ là đội bóng đầu bảng. Tính đến 16 giờ ngày hôm nay 15 tháng 5 thì đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 49 huy chương vàng, 33 huy chương bạc và 31 huy chương đồng. Chúng ta vẫn đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 và bỏ xa các đối thủ phía sau. Cơ hội dành cho thủ Myanmar. Lúc này thì đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 120 huy chương các loại. Hiện tại thì đoàn Thái Lan đã vươn lên xếp thứ 2 với 19 huy chương vàng và 70 huy chương các loại. Indonesia đang xếp thứ 3. Các đoàn tiếp theo là Philippines, Malaysia, Singapore. Timor Leste là đoàn thể thao duy nhất cho tới lúc này chưa có huy chương nào. Lào là đoàn có 1 huy chương bạc và 9 huy chương đồng, vẫn chưa có huy chương vàng. Còn lại thì các đoàn thể thao khác đều đã có ít nhất 1 tấm huy chương vàng. Vậy là theo cập nhật thì lúc này đoàn thể thao Việt Nam đã có được tấm huy chương vàng thứ 50. Ngày hôm nay thì môn nổ su tiếp tục mang về khá nhiều những huy chương vàng cho thể thao Việt Nam. Tới lúc này thì nổ su đã mang về 6 huy chương vàng trong ngày 15 tháng 5. Jiu-jitsu mang về 2 huy chương vàng.
các huy chương vàng khác tới từ môn đấu kiếm, cờ vua, hai môn phối hợp. Cơ hội dành cho tổ Myanmar. Trời đã đổ mưa lớn ở vị trí ngày hôm nay và điều đó cũng ảnh hưởng khá nhiều tới lối chơi của Robin. Quá tạt. So với Indonesia thì Myanmar đội bóng chơi bóng bổng kém hơn. Rất khó để họ có thể tìm kiếm cơ hội ghi bàn ở những pha bóng như vừa rồi. Asnawi Baha của Indonesia vừa phải nhận một chiếc thẻ vàng. Bóng tốt. Tình huống phạm lỗi của cầu thủ Indonesia. 10 phút đầu tiên của hiệp 2 trôi qua. Chưa có bàn thắng nào dành cho thủ Myanmar. Áp lực với họ bây giờ là rất lớn. Myanmar phải có được 3 bàn để nuôi một chút hy vọng mong manh giành vé đi tiếp. Và thực tế thì họ cần 4 bàn mới có thể đảm bảo cơ hội có mặt ở bán kết. Lỗi của cầu thủ Myanmar. Chọc cái rất hay. Nhưng pha xử lý sau đó của cầu thủ Indonesia là không hợp lý. Đó là Egi, cầu thủ đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Indonesia trong trận đấu này. Chuyển ra cánh. Rất đông cầu thủ Indonesia đã có mặt ở trong vòng cấm địa. Không dễ để các cầu thủ tấn công của Myanmar có thể khoan thủng hàng phòng ngự này. Có tới 7-8 cầu thủ áo đỏ trong vòng cấm địa. Mùi kia. Cong khăn.
đường chuyền rất hay nhưng đang lỗi việt vị của cầu thủ Indonesia, đó là Johari. Vừa rồi Thiagi Vickrey đã có một đường chuyền khá ấn tượng. Cầu thủ Myanmar. Phút thứ 60. 30 phút còn lại và nhiệm vụ của Myanmar là phải ghi được 4 bàn. Trong một thế trận mà Indonesia đã chơi thấp và chắc chắn bên phần sân nhà của mình. Trong thành phần của đội tuyển Myanmar tham dự SEA Games 31 thì có 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Đó là Win Mue Kia, Aung Kao Man và Maung Maung Win. Có 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Aung Kao Man đang chơi ở Thái Lan. Hayin Tet Aung chơi ở Malaysia và Maung Maung Win cũng chơi ở Thái Lan. Toàn bộ cầu thủ còn lại thì chơi bóng trong nước. Với Indonesia thì họ có những cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. Đó là hậu vệ Egan Bangkot, tài năng trẻ 19 tuổi, đang khoác áo Ipswich Town. Asnawi Mangkualam đang chơi cho câu lạc bộ Ansan của Hàn Quốc. Còn Sadi Radani chơi bóng tại Malaysia. Hai cầu thủ trẻ Sulaiman và Maulana thì đang chơi bóng ở Serbia cho câu lạc bộ Slovak bạn chơi bóng ở Slovakia cho câu lạc bộ Senica. Dẫn dắt các cầu thủ Myanmar là huấn luyện viên người Bulgaria, ông Veliza Popov. Khá nguy hiểm. Khi còn thi đấu thì ông Veliza Popov chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hoặc một hậu vệ. Một tình huống xử lý long ống của thủ môn Indonesia. Hãy cùng xem lại cú sút điểm vừa rồi. Cú sút không quá khó của Aung Kao Man, nhưng thủ môn của Indonesia Enado Sutayadi đã không thể bắt dính bóng. Một phần cũng bởi bóng trơn do trời mưa khá to từ đầu trận. Thêm cơ hội nữa dành cho thủ Myanmar. Rất khéo léo. Quả tạt. Đánh đâu? Không vào. Myanmar vẫn đang chơi đầy nỗ lực, nhưng thật tiếc là bàn thắng vẫn chưa tới với họ. Người vừa bật cao đánh đầu trong tình huống vừa rồi đó là Lin Moe Kia, một trong những cầu thủ chơi rất nổi bật trong đội hình của Myanmar ngày hôm nay. Cú sút. Và là một tình huống dứt điểm của
số 7 Moekia. Giờ thời cơ dành cho cầu thủ Indonesia. Myanmar vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm những bàn gỡ. Hiệp 1 thì họ đã tới rất gần với bàn thắng rồi. Bóng thậm chí được đưa vào lưới nhưng thật tiếc là tình huống đã bị bắt lỗi việt vị. Quá tạt. Tiếp tục nhồi bóng. Phút của hiệp 2 đã trôi qua, tỷ số vẫn đang là 3-0 nghiêng về phía Indonesia. Quang ơi, bàn thắng dành cho thủ Myanmar, tỷ số được rút ngắn xuống 1-3 và hy vọng được thắp lên đôi chút dành cho đội bóng của Luyện Popop. Một pha xử lý ấn tượng của Win Anh Tun, huấn luyện viên Popop của Myanmar đang khích lệ tinh thần của các học trò. Thời gian vẫn còn và cơ hội đi tiếp vẫn còn với cầu thủ U23 Myanmar. Bóng đã chạm chân của một cầu thủ áo đỏ trước khi đổi hướng và khiến cho thủ môn Hernando Sutajadi không thể trở tay. Còn khoảng 25 phút nữa cho những nỗ lực của Myanmar. Bóng lại thuộc về các thủ áo trắng và xử lý không tốt. Bây giờ là thời cơ dành cho Indonesia. Pha ngăn cản kịp thời. Đó là tình huống cản phá của Hein Jaelin. Trận đấu đang trở nên hấp dẫn hơn sau khi cầu thủ Myanmar có được bàn thắng đầu tiên. Cắt ngang qua khung thành của các thủ Myanmar. Yeah.
Indonesia sẽ có những xe đều người. Một trong những cái tên rời sân đó là Marcelino. Đây là bàn thắng của Marcelino trong hiệp 1 của trận đấu. Hai cầu thủ ở hàng tiền vệ đã được rút ra khỏi sân. Khá nguy hiểm. Quý vị khán giả đang theo dõi trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Myanmar trên kênh Hòa Football. Và lúc này thì quý khán giả có thể theo dõi các trận đấu đáng chú ý khác ở môn bóng đá nữ hay môn futsal trên các kênh On Sport News hay On Sport Cộng. Trên On Sport và các ứng dụng của VTV Cup cũng là các nội dung thi đấu khác của SEA Games 31. Bên cạnh những diễn biến thi đấu ở các bộ môn thì chúng tôi cũng sẽ gửi tới các chương trình đồng hành môn màu SEA Games, nhật ký SEA Games cũng như là các trận đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hay đội tuyển Futsal đều sẽ có những chương trình bình luận trường quay để đồng hành và mang tới những thông tin chi tiết dành cho quý vị khán giả. Cơ hội dành cho cầu thủ Myanmar. Không được. Trận đấu đã bước vào 20 phút cuối. Nguy hiểm. Tiếp tục là quả phạt góc dành cho cầu thủ U23 Myanmar. Sau trận đấu này thì vào lúc 19 giờ cũng trên kênh Off Football sẽ là trận đấu cuối cùng của đội tuyển U23 Việt Nam tại bảng A của SEA Games 31 và đối đầu với đối thủ Timor Leste. Bóng thuộc về cầu thủ Indonesia. Klopp quá mạnh. Sẽ là tình huống phát bóng lên. Myanmar là những người chơi tốt hơn. Indonesia gần như nhường lại thế trận cho đối thủ và chơi phòng thủ chắc chắn bên sân nhà. Vốn của họ là 3 bàn dẫn trước. Bây giờ thì Myanmar gỡ được một bàn. Nhưng những gì mà Indonesia có trong tay vẫn là khá chắc chắn. Hey!
đội trưởng của cả hai đội tuyển U23 Indonesia và Myanmar trong trận đấu hôm nay đều là các hậu vệ. Farudin của Indonesia và Sue Muekia của Myanmar. Phép lợi thế cho cầu thủ Indonesia. Đây là huấn luyện viên Park Hang-seo của chúng ta cùng các trợ lý của ông. Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng. Huấn luyện viên Park Hang-seo thì có lẽ cũng không cần phải thăm dò hai đối thủ này nữa, bởi chúng ta thực tế đã chạm trán cả Myanmar lẫn Indonesia, và đó đều là những đối thủ mà U23 Việt Nam đã đánh bại. Với Indonesia là chiến thắng đậm đà 3-0 trong ngày ra quân. Cơ hội dành cho Indonesia không được. Với Myanmar thì chật vật hơn đôi chút, nhưng cao trò Luven Pao cũng có được thắng lợi ở trận đấu gần nhất. Nếu như có gặp lại một trong hai đội bóng này thì đó cũng sẽ chỉ là ở trận chung kết mà thôi. Rất hợp lý. Quả tạt nguy hiểm, không vào. Thời gian ngày một trôi đi và những hy vọng thì ít hơn với thủ Myanmar. Trong khi đó thì Indonesia cũng đang mong muốn có được thêm những bàn thắng để có thể khiến cho lợi thế của mình ngày càng lớn hơn. Bây giờ thì cách biệt là 2 bàn, thực tế là cũng chưa phải quá an toàn. Lại thuộc về các thủ Myanmar. Aung Kang Wan. Rất quyết liệt. Trọng tài thổi phạt Aung Kang Wan với pha vào bóng vừa rồi. Của Indonesia vẫn đang bị đau và cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Thời điểm cuối trận thì tất nhiên là cầu thủ áo đỏ cũng không ngần ngại nằm xuống sân mỗi khi họ phải đón nhận những tình huống va chạm với đối thủ. Chiến thắng của một tấm vé đi tiếp đã rất gần với Indonesia rồi. Cảm ơn người Việt Nam. Một thông điệp rất có ý nghĩa trên khán đài sân Việt Trì ngày hôm nay. Nó cho thấy rằng hình ảnh mà con người Việt Nam cũng như ban tổ chức SEA Games 31 mang tới cho bạn bè quốc tế tại đại hội lần này là rất tốt. Những ấn tượng trong công tác tổ chức, sự hấp dẫn ở các môn thi đấu, sự công tâm
cũng như là những màn trình diễn đỉnh cao của các vận động viên đã mang tới một kỳ SEA Games có thể nói là vô cùng ấn tượng cho tới lúc này. Cơ hội dành cho cầu thủ Indonesia. Phút thứ 80 rồi. Trong quá khứ thì Indonesia từng có được vị trí á quân tại SEA Games vào các năm 2011-2013. Tấm huy chương bạc cũng là thành tích tốt nhất của họ cho tới lúc này. Cầu thủ Myanmar thì họ cũng từng giành huy chương bạc vào năm 2015 cũng như năm 2007. Năm 2019 vừa qua thì họ giành huy chương đồng. Đó là huy chương đồng thứ 3 của họ. Số lúc này đang là 3-1 nghiêng về phía Indonesia. Myanmar cần phải có 3 bàn thắng trong những phút còn lại để chắc chắn có vé đi tiếp. Lôi rồi. Giờ thì hai huấn luyện viên đều đang có những toan tính cho những phút cuối cùng của trận đấu. Ông Khan. Của Indonesia cơ bản là vẫn chơi rất chắc chắn. Bàn thua của họ tới lúc này tới từ một tình huống tỏa sáng cá nhân của cầu thủ Myanmar, đó là Win Anh Tun. Giữ bóng tốt. Ông đã đi hết đường biên dọc. Có những tranh cãi giữa hai cầu thủ số 10 của đôi bên.
quả tạt. Vẫn là cầu thủ Myanmar. Trong những phút cuối thì Myanmar đang tìm vận may ở những tình huống bóng bổng. Myat Kaung Khan là một trong những cái tên chơi cũng rất quyết tâm của Myanmar từ đầu trận. Anh cùng với số 7 Lee Mue Kia là những người hoạt động không biết mệt mỏi ở khu vực giữa sân. Thời gian ngày càng trôi về những phút cuối cùng và cơ hội mà thì càng ít đi. Nếu như Indonesia giữ vững được tỷ số của trận đấu ngày hôm nay thì họ sẽ tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tại bảng A. Và đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu với Timor Leste. Trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay và cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh OneFootball. Không còn nhiều thời gian và cơ hội cho các cầu thủ Myanmar. Khá nhịp nhàng. Ông Khan như Myanmar có được bàn gỡ 1-2 ở tình huống mà họ đã bị bắt việt vị thì có lẽ là thế trận đã diễn ra theo một chiều hướng khác. Bây giờ là cơ hội dành cho thủ Indonesia, không được. Bóng lại thuộc về cầu thủ áo đỏ. Đường chuyền của Egi Vikri. Pha lấy bóng tốt. Vikri dứt điểm, không vào. Vẫn là cầu thủ Indonesia, vẫn không vào. Ronaldo vừa bỏ lỡ một thời cơ tốt để có thể định đoạt trận đấu. Số 9 của Indonesia đã từng tạo nên một cơn sốt ở SEA Games năm nay khi được tung vào sân trong trận đấu với U23 Việt Nam. Một Ronaldo của khu vực Đông Nam Á. Không được. Rất hợp lý. Có lẽ bóng đã chạm tay của cầu thủ Myanmar trong tình huống vừa rồi. Đây đã là phút thứ 90.
thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu chuẩn bị trôi qua. Club khá nguy hiểm, bóng đã trúng sắc ngang. Một pha đá phạt có thể nói là rất ấn tượng của số 6 Indonesia. Mà Tony Klopp là một trong những cái tên chơi hay nhất bên phía Indonesia ở trận đấu này, cùng với Egy Vickery. 4 phút là thời gian bù giờ của trận đấu giữa U23 Indonesia và Myanmar. Bây giờ thì sẽ nói là cơ hội với Myanmar là vô cùng thấp. Ghi 3 bàn trong 3 phút đá bù giờ còn lại quá khó khăn. Không được. Và ngày mai thì những trận đấu cuối cùng của bảng B cũng sẽ diễn ra. Malaysia gặp Campuchia vào lúc 16 giờ và Lào gặp Thái Lan vào lúc 19 giờ. Cả trận đấu cũng đều sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh Off Football. Chúng ta sẽ biết được đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết là đội bóng nào. Rất khéo léo. Và xử lý đầy kỹ thuật. Rồi, không vào. Tình huống bỏ lỡ rất đáng tiếc. Không thể đối mặt với thủ môn nhưng cầu thủ của Myanmar Aung Kauman lại không thể đưa được trái bóng vào lưới. Đó có lẽ cũng là hình ảnh thể hiện dấu chấm hết cho cầu thủ Myanmar ở SEA Games năm nay. Myanmar đã khởi đầu rất tốt với 2 chiến thắng. Sau đó thì họ cũng chỉ để thua sát nút chủ nhà Việt Nam mà thôi. Nhưng bây giờ thì cơ hội không còn với cầu thủ Myanmar nữa rồi. Phút bù giờ đã trôi qua. Và như vậy là hết giờ. Trận đấu giữa Indonesia và Myanmar đã khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho thủ Indonesia. Và như vậy là ở bảng A của SEA Games 31 thì Indonesia và Việt Nam sẽ là những cái tên đi tiếp. Đội bóng nào giành ngôi đầu bảng thì câu trả lời sẽ có sau trận đấu vào lúc 19 giờ giữa U23 Việt Nam và U23 Timor Leste.